lên cho anh em xem một con xe rùa bánh xích nha anh em. Xe rùa bánh xích loại này 350 kg, nhãn hiệu máy của nó là máy Kubota OHV nha anh em. Mạc mung là còn đầy đủ hết. Xe này có thể đi đèo núi dốc ruộng sông suối hàng rào hay là ruộng tược đồ là nó phang hết nha anh em, bao địa hình. Xe nói chung là còn nhà nước sơn còn cũng tương đối ok. Trọng tải của nó có ghi là đây là 350 kg anh em ơi. Đấy. Bên mình là từ 200 kg đến 500 kg, chứ có Vivo 1 tấn cũng có, là tùy theo đợt hàng về nha anh em. Tùy theo giá cả nữa. Máy nhìn bên ngoài thì cũng được ok. Dàn chân rồi nè. Đó, đi gửi đi các tỉnh thành nha anh em, gần gần xa xa cũng gửi đi được hết, gần gần gửi xe tải nhỏ, xa xa thì gửi ghép xe tải lớn. Nổ máy anh ơi. Bán nhanh cuối năm kiếm tiền. Yeah.